nó rực rỡ luôn á anh. Nó tè le luôn rồi đó. Nó tè le rực rỡ luôn rồi. Nó cái này rồi. Mà vài bữa nữa nó lạnh á. Nó lạnh là nó tạt nó rụng ở trong, có thấy không quá? Mưa nên nó nở nhiều ha. Nó úp úp nó mới đẹp chứ. Mình có vé anh ơi. Trong này cái khu của xe camping nó đậu. Mình sẽ kiếm cái chỗ parking của mình á. Rộng lắm á. Lạnh nhưng mà hay muốn điệu quá ba. Đi giống em thè, đem cái áo theo thè. Cú kinh hóp á, hoa tulip đẹp luôn á. Cái gì ba? Gửi qua cho ba. Ok. Gửi qua cho ba, ở Bến Tre nó nóng đến mùa mà đâu có trồng được đâu. Bông cái nhà. Ok. Tôi gửi cái bông. Tôi gửi cái bông. Gửi cái bông này mới mua nhà ở Đà Lạt đi con, gửi về cho. Philip doesn't care anything. Bê theo hai đi. Giờ không có thằng Bảo nắm tay mình đỡ đi. Lìa lòng vô. Đó, tình cảm luôn. Thank you.
Mama chụp hình cho nè con. Rung rinh mới đẹp. Thank you.
Lăng lê bò tải quay phim luôn nhé. Đau lưng quá. Đau lưng quá. Mày đau lưng rồi. Mày già rồi Hiếu ơi.
Biển ha. Mọi người muốn đi phòng giao liệp phép. Đi liệp kiếm đi.